Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các vấn đề lãng phí, chậm giải ngân, vướng mắc về cơ chế chính sách trong đầu tư công đã được các đại biểu tập trung thảo luận. Báo cáo của Chính phủ cho thấy có tổng số 3.476 dự án thuộc diện chuyển tiếp giai đoạn sau, trong đó chỉ có 2.731 dự án có phương án bố trí, còn hơn 1.000 dự án chưa có phương án phân bổ cụ thể. Điều này dẫn đến hệ lụy lãng phí, kỷ luật tài chính không nghiêm, tạo áp lực cho ngân sách nhà nước trong giai đoạn tiếp theo khi có nhiều dự án mới bổ sung. Theo đa số các đại biểu, báo cáo của Chính phủ về cơ bản đã chỉ ra những tồn tại hạn chế bấy lâu nay trong đầu tư công. Tuy nhiên, vẫn cần có những giải pháp cụ thể trong phân cấp, phân bổ nguồn vốn, thủ tục giải ngân. Vốn đầu tư công phải cần được hiểu, đó là tiền thuế của nhân dân. Và kể cả là vốn đi vay thì người trả cũng sẽ là nhân dân. Đó không phải là sở hữu của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Tuy nhiên, trong quá trình phân bổ nguồn lực thì đã có những cá nhân khi được giao nhiệm vụ phân bổ vốn thì đã tự cho mình cái gọi là quyền ban phát. Và câu chuyện về cơ chế xin cho không biết khi nào mới kết thúc. Cần đề cao hơn nữa tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. Động viên những địa phương thực hiện tốt, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm đạo đức công vụ. Về thể chế, nhiều đại biểu cho rằng đây luôn là nguyên nhân đầu tiên cho mọi hạn chế. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo lại không chỉ rõ được hạn chế nằm ở điểm nào, văn bản cụ thể nào. Chính phủ cần sớm rà soát tổng thể pháp luật về kinh tế, đổi mới từ cơ chế, chính sách, tầm nhìn để tránh tình trạng chậm giải ngân gây lãng phí thiệt hại cho ngân sách. Rõ ràng giải ngân đầu tư công thời gian qua còn vướng mắc về cơ chế chính sách, nhưng nếu các cơ quan cá nhân có trách nhiệm dám nghĩ, dám làm sẽ khác. Nếu cứ căng ke vào quy định pháp luật thì còn giải ngân đầu tư chậm. Do vậy, khi xác định mô hình tăng trưởng trong thời gian tới dựa vào đổi mới, sáng tạo, vượt qua quy chuẩn, quy định, quy trình nhưng mang lại hiệu quả cao thì phải được ghi nhận cũng như xem xét lại để điều chỉnh quy chuẩn, quy trình, quy định, quy trình. Đã đến lúc phải đánh giá về đầu tư theo hiệu quả đạt được, không nên chỉ dựa vào việc tuân thủ đúng các quy định, có như vậy mới tháo gỡ vấn đề cho phát triển. Cũng tại phiên thảo luận, một số ý kiến đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư công cho xây nhà xã hội, nhà ở cho công nhân, cũng như các dự án kè biển tại các vùng xâm ngập mặn, vùng đồng bằng sông Cửu Long.